Rồi, xin chào tất cả anh em ha. Chào anh em buổi tối ngày 8 tháng 7 anh em. Rồi, buổi tối hôm nay thì em lên cho anh em là phụ tùng anh em. Lên trước cho anh em là phụ tùng ha. Một hồi nữa thì em sẽ lên cho anh em là máy cắt cỏ anh em. Rồi, em lên video cho anh em là lô này là tối hôm nay là 5 lô phụ tùng anh em. A B C D E ha. Rồi, A B C D E anh em. Rồi, lô phụ tùng này thì em soạn ra cho anh em một lô đồng giá là 500.000 anh em, 500.000 một lô ha. Rồi, tại vì rất là nhiều anh em mình chọn mua phụ tùng anh em, nhưng mà cái em soạn lô 1 triệu thì có nhiều anh em mình nói là tại sao không soạn lô nhỏ, anh em còn chốt nữa, cho nên là em soạn cho anh em mình lô nhỏ ha. Còn anh em nào mà muốn mua số nhiều thì mình chọn 1, 2, 3, 4 lô anh em. Thì cái này thì về anh em mình lấy phụ tùng mình thay thế cho khách nha anh em. Rồi tha hồ mình thay thế cho khách luôn. Rồi một lô gì em bán cho anh em là 500.000 anh em, 500.000. Lưỡi dao chắn cỏ tâm đít nè, hôm nay em có soạn cho anh em mấy cái cục lốc máy của thằng Magu anh em. Lốc máy Magu 20 nè, 26 gì em lụm ra cho anh em ha. Cái này thì mình lấy dên, lấy IC, lấy lốc, lấy bố gì nghe anh em. Có nhiều cái là cái bộ hơi nó bị hư ha. Rồi em bỏ vô đây thì cái này thì một lô 500.000 thì anh em cũng biết rồi. Lô 500.000 thì nó quá rẻ rồi nghe anh em. Nội cái đầu bò thôi. Đầu bò thì anh em mình về mình làm lại thì cái đầu bò không cũng cả 100.000, cho 100 mấy ngàn rồi nghe anh em. Rồi bố côn nè. Bố côn rồi bình xăng con. Bình xăng con rồi IC nữa nghe anh em. IC lửa nè, mặt giật rồi nữa. Đủ thứ các loại luôn. Một lô gì là 500.000 nghe anh em. 500.000 ha. Bao rẻ cho anh em luôn ha. Thì cái này thì anh em mình về mình lấy mình thay thế cho khách nha anh em. Rồi đầu tiên em vô lô chữ A ha. Lô chữ A nghe anh em. Lô chữ A thì có đây bộ chùm dên của thằng Echo 260 nè, rồi bộ lửa nè, cục lửa luôn anh em. Nội có cục lửa này không là cả 100.000 nha anh em. Cái này IC của thằng Echo 260 ha. Rồi cái tâm đít này của thằng Sindewa 230. Cái chuông trong này là chuông 20, chuông 10 khía nha anh em. Chuông này chuông 10 khía ha. Rồi chắn cỏ nè, rồi lưỡi dao, công tắc ga bơ ga cho nóng cần nha anh em. Rồi bình xăng con, IC, rồi mặt giật nữa nè. Rồi bố côn, rồi chó nữa. Đủ thứ các loại nha anh em. Ở đây em có cái lốc của thằng Magu nữa nè. Magu này thì lốc này em thấy nồng này thì nó chưa có sọc xước nè. Nhưng mà có một cái là nước vô nè. Cái này nước vô ha. Còn IC thì luôn. Còn đây là một con Echo nè. Ủa con Magu này. Magu này nó bị xước bít tông nha anh em. Nhưng mà chùm dên này nó còn nè. À, chùm dên nó còn rồi, còn bộ hoa lăng lửa luôn nè, tâm luôn. Cái nòng của con này thì em thấy là nó là hình như là nó là 330 thôi nha anh em. Nòng này nòng lớn nha, bít tông lớn luôn nè. Cái này em rồi con này có thể là 330 nha anh em, nòng 37 ly ha. Rồi cái này thì về anh em mình lấy dên, lấy IC nha anh em. Bít tông thì em thấy có xước nha, có xước rồi nè. Đó, về thì anh em mình coi lấy được cái vỏ nòng thì lấy nha anh em. Rồi lô này lô chữ A nha anh em. Lô chữ A ha. 500.000. Tiếp theo là lô chữ B. Lô chữ B thì đại khái thì nó cũng giống như lô chữ A nha anh em. Nó cũng đủ thứ các loại hết á, tại vì em soạn cho anh em đủ đồ nha anh em. Đủ đồ về cho anh em mình thay thế cho khách đó. Thì anh em mình muốn lấy bao nhiêu lô thì cứ liên hệ ha và chốt lô nha anh em. Rồi lô chữ B nha anh. Lô chữ B thì cũng có Magu nè, mấy cái nòng lóc Magu nè. Rồi đầu bò, bố côn rồi chó giật nữa nè. Rồi IC lửa. Tâm đít luôn nha anh em. Rồi bình xăng con nè, tay ga bóp. Đầu bò nữa nè, đầu bò rồi tâm đít luôn. Rồi lô này lô chữ B nè. Lô chữ B ha, rồi 500.000 tiếp nha anh em, 500.000 tiếp ha. Một lô gì thì em bán đồng giá cho anh em là 500.000. Về cho anh em mình lấy đồ mình thay thế cho khách nha anh em. Rồi tiếp theo là lô chữ C ha. Lô chữ C thì cũng 500.000 luôn. Lưỡi dao, mặt giật nè, mặt giật có mặt giật của Komatsu nè, Sindewa, Tanaka. Rồi hai cục lốc máy của Magu. Magu nha anh em. Rồi 500.000 tiếp ha. Này cục này em thấy cái nòng nó còn đẹp đẹp nè. Rồi nòng này còn đẹp nữa nè. Bít tông thì nó hơi đen thôi, nhưng mà thấy còn ngon nè. Rồi cái này thì bị xước bít tông, mình lấy chùm dên nha anh em. Rồi
IC lửa đầu bò đồ nghe anh em, đầu bò IC lửa đồ ha. Rồi lưỡi dao tâm đít đồ nghe anh em. Rồi lô này lô chữ C. Lô chữ C nghe anh em, 500.000 tiếp ha. 500.000 tiếp nghe anh em. A B C rồi 500.000 tiếp. Tiếp theo là chữ D. Chữ D thì có tâm Robin, tâm của thằng Gilby, rồi tay ga bóp, rồi con tắc trên tay, ga trên ống cần, bình xăng con của Echo 260 rồi nè. Rồi IC lửa, bố côn, bô lửa, bô của Magu, bô của Tanaka, mặt giật của Echo. Rồi chốt chó con nè. Rồi phím. Rồi hai cục lốc máy nữa nè, chắn cỏ, lưỡi dao. Rồi đủ thứ các loại anh em, đủ thứ các loại ha. Rồi lô chữ D anh em, 500.000 tiếp ha. 500.000 tiếp. Ở đây là cái chùm gen của con Tanaka anh em, chùm gen Tanaka ha. Rồi chùm gen Tanaka. Tanaka thì nó xài bố là không có lớp bố anh em. Bố của nó là gì luôn ha, Tanaka. Mấy con Tanaka nó xài cái bố là bố sắt luôn anh em, chứ không có cái lớp bố ngoài. Rồi, cái này là của con Magu nè. Magu 26 anh em. Magu 26. Cái này thấy cũng còn ngon anh em. Có hơi sức nhẹ. Rồi. Magu này là Magu 26cc nha, nòng 34 ly. Rồi anh em mình về lấy cái gì lấy nha anh em. Rồi em thấy nó bị xước bên sân con rồi anh em ơi. Rồi. Về anh em mình lấy chùm dên ha, lấy chùm dên luôn. Rồi lấy đồ phụ tùng lộn xộn. Lô này là lô chữ D nha, lô chữ D. Rồi 500.000 nha anh em. 500.000 nha anh em. Một lô gì 500.000 thì bao lời ha. Bao lời lúc luôn anh em ơi. 500.000 một lô. Tiếp theo là lô chữ E. Rồi lô chữ E thì cũng 500.000 luôn anh em. Bình xăng con nè, phím chó con nè, rồi chó giật anh em, đầu bò nè, rồi chắn cỏ, lưỡi dao, lốc máy, mặt giật, IC lửa. IC lửa anh em. IC này là Echo 260 nè, Echo 251, 253 nè, Tanaka nè. Rồi đủ thứ các loại. Rồi lô này là lô chữ E anh em, lô chữ E ha, 500.000. 500.000 anh em, lốc của Magu nè. Magu 26 anh em. Lốc IC đồ ha, tâm đít còn luôn nè. Đây một cái nữa. Magu này Magu 20 anh em. Đây Magu 20 ha. Rồi Magu 20. Xước bê tông anh em. Xước bê tông. Mình lấy được chùm dên anh em, chùm dên còn ngon nè, lăn mướt luôn nè. Còn nguyên bộ lửa luôn ha. Rồi. Lô chữ E anh em. Lô chữ E 500.000 tiếp anh em. 500.000 tiếp ha. Rồi anh em nào chốt thì A B C D E anh em. Hôm nay em lên cho anh em là 5 lô ha. 5 lô phụ tùng, đồng giá là 500.000 một lô anh em. 500.000 một lô ha. Lô A, lô B, lô C và lô E. Lô A, lô B, lô C, lô D và lô E anh em. 5 lô ha. Rồi anh em nào chốt thì liên hệ vào số điện thoại của em là 0946 626 585 anh em, hoặc là Zalo của em ha. Rồi xin chào tất cả anh em.